chua với cái nhám nha. Đi trồng chén nhiều quá má. Phải rồi. 1, 2, 3. Giờ kéo ăn không? Nghe em ăn ngon mình rửa chén không? Ngủ thiệt luôn á. Ngủ thiệt luôn nha. Ngủ ngồi luôn làm gì giờ. Mắt bây giờ mắt 2 mí á. Ghê. Nói chung mà chạy đây phụ mà mấy mà cá mực ít chạy rất là lâu luôn á nha. Chạy khoảng tầm 3-4 tiếng á. Tôi ngồi tôi chạy lá mà tôi mơ cả nhà. Cái ngủ luôn á. Chuyện gì chứ. Cô Nam nãy giờ không ngủ được nghe nhà vui quá. Người nè, không buồn ngủ mà. Rồi chứ. Đi ngủ. Chắc buồn ngủ chứ chị lấy. Không cậy thôi, không cậy. Giờ quá trời vui rồi, hôm nay có tin vui mình ngủ không được luôn. Ngủ không cậy. Có tiền nhờ sắm đồ Tết rồi. Đó là 300 rồi, 100. 180 là xong đó. Okay.
sống như bự bán ký có 100 ngàn, không có nhiều người có nhập bán trên biển. Cá này nhờ những giống mà ngon tới. Quá trình ngay trình này hai con trình luôn ba con luôn. Ui kìa, cắn kìa, cắn kìa, cắn kìa, 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 lội gỗ luôn kìa. Xe trời, gắn cái loại gỗ luôn kìa. Xe tròn nha, tròn nha, nhóc. Xong công việc hết trơn.
rồi mình rửa lại mình lắc cho giòn. Rồi chém rồi rồi. Đây anh đi giùm tèo anh lắc. Rồi chém rồi giết cưng. Nguyên liệu hôm nay thì gồm có tỏi, xả, băm, ớt băm rồi với gừng, đường, đường ngọt nữa nha. Bây giờ em sẽ giã cho nó nhuyễn lại nữa rồi em sẽ cho nước mắm chanh với tương ớt vào nữa nha.
bà mình yếu rồi, gần yếu bà ơi, gần yếu nhỏ mình gần yếu nhai không nổi trời, mình yếu sáng đau bụng đó. Ờ dọn ra, dọn vô luôn á trời. Ê, đổi chén luôn à. Đổi
rửa cái rồi mình ăn cơm nha. Nãy giờ ăn chỉ ăn chán miệng thôi nha cả nhà. Quá cay rồi. Trong thời gian chờ đợi ăn cơm anh em ngồi ngắm tàu buôn ngắm tàu buôn chơi. Quá bự luôn mà quay xa không có được. Tàu rất là to luôn nha cả nhà. Có chiếc tàu du lịch kia mà nó chở 10.000 người đó. Ghê không? Tàu buôn đi du lịch đó, du lịch mà mấy tháng trên biển luôn á. Vừa rồi thì chuẩn bị tới giờ cơm. Giờ nay ăn canh chua với cái nhám nha. Quá đã luôn. Cái son canh chua chua to khổng lồ. Thao đổ chua nè. Và món thứ hai là món tép ke. Mình chơi thêm một cái nữa cả nhà, không lẽ xui nữa, rửa cái này nữa rồi gọi luôn. 1 2 3 kéo ăn nè. Kéo ăn. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui cuộc sống luôn.